Nay mình nên một em gà tơ. Em này cũng được 8 tháng rồi. Em này thì mà đàn vân mình vẫn đang luyện nên nó cũng còn hơi nhát. Nay đi ra rừng chắc là lần thứ 3 rồi. Nó vẫn còn hơi nhát nữa, nó không không được chưa được dạn lắm đâu. Thì mùa này là mùa mùa điều cho nên vận động điều nên chưa chưa có thời gian đi luyện, giờ mới dọn vườn dọn dọn rẫy cho nên rảnh có thời gian đi luyện. Đó, giọng gáy của nó đấy. Anh em lắng nghe xem giọng gái này được không? Đó, giọng gái của nó đó. Nói chung là thấy đi cắm ở rừng á thì nếu mà muốn gà mồi thì phải phải giao lưu thường xuyên nè, phải đi ra rừng tập rừng thường xuyên nữa để nó quen với cả những tiếng động như lá cây rụng nè, tiếng chim nè, hoặc là tiếng mấy con động vật khác nó kêu á, hoặc tiếng gió. Nhìn chung là để luyện được một con gà mồi thì cũng khá là vất vả và công phu. Nên nhiều người hỏi và tại sao con gà rừng bán có gà rừng nào 300 400 không? Nếu mà bình thường á thì gà rừng 300 400 thì cũng có. Đó là ví dụ như là những con gà nó giọng nó không được hay hoặc là nó xấu. Còn những các bạn tính như một con gà mà gáy được được một chút thì không có giá 300 400 đâu. Bởi vì nói thật là đi đi luyện luyện một này đã mất rất nhiều ngày rồi, nhiều ngày nhiều tháng rồi, thường xuyên ôm ấp rồi này nọ nó cho nó quen, vuốt ve rồi cho ăn trên tay rồi đứng ở gần, nói chung là nhiều khi cưng nó lắm á, lâu lâu rồi cho nó ăn thịt. Chứ còn bảo là dòng chứ còn bảo là mà mua gà rừng 400 500 thì nhiều bạn hỏi thì nếu mà ở trên 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 hội hoặc là những cái nơi mà nhiều khi người ta không cần đến đó, thì người ta có thể là ví dụ người ta không chơi đến đó, thì người ta có thể là bán rẻ cho bạn. Còn gà mà chưa gáy thì cũng có giá đó, tầm 400 500 cũng có, tức là nó đã đang chuẩn bị lên á, nó cũng tập gáy rồi, nhưng mà mua những loại gà mà về đâu về về đó về thì lớn lên không biết giọng gáy nó thế nào, hên xui, nhiều khi hên xui. Bởi vậy nên các bạn nên bỏ thêm một chút tiền nên chọn được con gà ưng ý thì tốt hơn. Nhiều bạn khi bảo cũng tiền thì cũng cũng khó khăn. Nhưng mà mình thêm một chút xíu và mình chơi một con gà vip vip một chút thì nó thoải mái hơn, nó thích hơn. Nhiều khi bây giờ đi bẫy gà rừng có khi ngồi cả ngày, đi cả tuần ấy, không có ấy. Hiểu nghe, nghe gà mình gáy không? Mà nhiều
nhiều bạn còn đi còn bị người ta đánh đánh vòng sau lưng á. Nói từ cái ra thì thô tục quá, nhưng mà đúng là nhiều bạn đi mang gà đi đánh, mà nhiều khi mấy người bên cách đó khoảng mấy trăm mét hoặc là cây số hoặc là nói chung là thường là mấy trăm mét nghe thấy nó bắt đầu cũng mang gà đến cắm chứ bị hoài à, hoặc là mấy ông mang mang súng đi chứ trời. Mang đi thấy nhiều khi lã lã con người ta luôn, không hiểu chuyện gì luôn. Bởi vậy nhiều đi đánh gà giờ cũng cũng ớn lắm, đi bẫy gà ớn lắm. Anh em cứ xem kỹ rồi bắt đầu ưng thì nhắn tin hoặc điện lại cho mình. Thường thì thanh toán của mình là chuyển khoản trước, xem gà chuyển khoản trước, sau đó là mình sẽ gửi gửi gà qua nhà xe. Do thời gian này sắp tới 30 tháng 4 rồi, với lại đang trong trong dịch Covid cho nên mọi xe đang tạm ngưng. Chắc là khoảng 3 4 ngày nữa, khoảng 2 năm 26 là có khi người chính phủ cho xe chạy. Hoặc là cấm thêm 1 tuần thì mình không biết nữa. Hiện tại là 6 6 ngày nay là chưa lây nhiễm. Chắc là đến sang tháng 5 là chắc là cũng 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 nới rộng, không không cách ly xã hội nữa, chắc là cũng ổn rồi. Cho hoạt động trở lại chứ không có nhiều người phá sản luôn á. Đặc biệt là ví dụ như nhà hàng quán ăn mà thuê á, mà làm ăn chưa được lời lãi bao nhiêu mới mở mà thuê mặt bằng hay là gì đó chắc là đóng cửa luôn á, không đủ tiền thuê luôn á. Mình làm giấy thì cũng cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng mà giá điều thì cũng thấp thấp kỷ lục luôn. Đó, đang trổ mã rất là đẹp anh em ạ. À, mã đỏ à, mini 8 lạng. Video của mình đến đây là hết rồi. Anh em thấy hay, thấy hay thì like một cái để có động lực ha. Còn anh em nào mà chưa chưa đăng ký kênh, subscribe kênh á, thì đăng ký kênh để xem những video khác, những con gà khác đẹp hơn. Và chọn cho mình được một con ưng ý. Rồi cùng nghe giọng gáy của nó ha. Rồi, chào anh em nhé. Thank you.